Đọc kinh một chút xíu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuộm thâm xa hồn tràn. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nang chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai đăng. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Ban nghi lễ trân trọng kính mời Đức Hồng Y và quý Đức Cha tiến ra khu vực cử hành nghi lễ. Chúng con kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha an tọa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay
ngày 18 tháng 4 năm 2024, ngày thật đáng được ghi nhớ trong lịch sử của giáo phận Vĩnh Long, ngày tạ ơn long trọng và khánh thành một công trình đã được ấp ủ và mong đợi từ rất lâu, trung tâm mục vụ giáo phận. Cũng giống như mọi trung tâm mục vụ khác, công trình này sẽ là trái tim cho mọi sinh hoạt mục vụ của giáo phận. Tuy nhiên, từ diện mạo chính của công trình này, giáo phận Vĩnh Long cũng muốn gửi đi một thông điệp đức tin cho tất cả con cái của mình, cũng như cho những ai có lòng ngay chính và hướng thiện. Bởi đó, hướng nhìn từ cổng chính của trung tâm, chúng ta sẽ nhìn thấy nổi bật hình ảnh một cây thánh giá, xác định chủ thể sở hữu và công năng sử dụng cho ngôi nhà này. Bảy hình trụ đứng màu trắng được thiết kế thành ba nhịp liên kết nhau, diễn tả mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa và bảy ơn Chúa Thánh Thần. Tám thanh trụ đứng màu sậm tượng trưng cho các mối phúc, tất cả được bao trùm bởi đôi bàn tay chắp lại như hình ảnh một người đang thành khẩn cầu nguyện. Hai khối hình vòng cung tượng trưng cho đôi cánh chim đang rộng mở. Với tổng thể những hình ảnh biểu tượng này, giáo phận muốn xác tín với mọi người rằng khi cầu nguyện với lòng sốt sắng và tin tưởng, chúng ta sẽ nhận được muôn ơn thánh Chúa ban. Cùng với việc siêng năng thực hành các mối phúc, đời sống Kitô hữu chúng ta sẽ giống như đôi cánh chim tung bay trong bầu trời của tình thương Chúa. Hôm nay, có lẽ hơn ai hết trong những người đang chứng kiến sự kiện trọng đại này, từng thành viên trong gia đình giáo phận Vĩnh Long đã và đang cảm nghiệm cách sâu xa nhất lời Thánh Vịnh 126 rằng: nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Giờ đây chúng con muốn mang lấy tâm tình như người phong hủi Samaria, quay trở về với khiêm nhường và tín thác, tạ ơn lòng nhân lành Chúa đã và đang bao phủ trên công trình này, và cầu xin ơn Chúa tiếp tục đồng hành với tất cả chúng con trên hành trình loan báo tin mừng. Chúng con xin cúi đầu tri ân vị đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha Nguyên Giám mục Giáo phận. Sự hiện diện của quý Ngài trở thành một động lực và ơn lành rất lớn cho công cuộc truyền giáo của chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn sự hiện diện của quý linh mục giáo phận anh em, vì tình cao nghĩa dày, vì mối liên hệ trong ký ức với ngôi nhà kỷ niệm năm xưa. Sự hiện diện của quý cha trong ngày hôm nay như một sự đồng hành thiêng liêng, tô thêm nét đẹp đức tin cho công trình đặc biệt này. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai, bằng kích thế và cơ hội Chúa ban cho mình, đã góp phần giúp cho công trình này được hoàn thành trong mỹ mãn. Giáo phận Vĩnh Long xin đặc biệt cảm ơn quý ân nhân, thân nhân ngoài nước và ngoài giáo phận đã hết lòng quảng đại giúp đỡ cho giáo phận trong công trình ý nghĩa này. Tất cả những tâm tình ấy, chúng con xin ghi vào lòng như điều đáng phải ghi nhớ, đặt vào lời cầu nguyện như việc luôn luôn phải làm. Tình thương Chúa ngàn đời con ca tụng, ân tình người nguyện một đời khắc ghi. Nguyện xin thánh tâm Chúa là bổn mạng của trung tâm mục vụ giáo phận chúng con luôn che chở phù trì. Xin tình thương Chúa bao phủ tất cả mọi công việc diễn ra trong ngôi nhà này, để từ đây chúng con ra khơi thả lưới trong tinh thần và kết quả như lòng Chúa ước mong. Kính mời Đức Hồng Y và quý Đức Cha đứng. Mời cộng đoàn sốt sắng bước vào phần nghi thức. Kính mời Đức Cha Chủ sự tiến lên vị trí cử hành nghi thức.
ơn danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, nhờ lòng Chúa thương xót, chúng ta vui mừng tề tựu tại đây để làm phép ngôi nhà mới này được sử dụng làm trung tâm mục vụ giáo phận Vĩnh Long, là nơi các tổ chức trong giáo phận làm việc để giúp Đức Giám Mục trong việc điều hành giáo phận, là nơi tụ họp của các thành phần dân Chúa để tĩnh tâm, học tập và sinh hoạt mục vụ. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và khẩn khoản này xin Người chúc phúc cho ngôi nhà này và ban cho chúng ta được tràn đầy ơn phúc bởi trời. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn ngôn vui. Đời xin Thiên Chúa thương để muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng Người. Đâu có tình bác ơi, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là viên đá gốc, là nền móng cho mọi công trình xây dựng và là nền tảng đời sống đức tin của chúng ta. Trong ngày khánh thành trung tâm mục vụ của giáo phận Vĩnh Long, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trên toàn thế giới, nhất là các vị chủ chăn của Hội Thánh Công giáo Việt Nam đang hiện diện với chúng ta hôm nay. Xin Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan, can đảm và nhiệt thành tông đồ, để Hội Thánh luôn tỏa sáng giữa một thế giới còn nhiều bóng tối, bạo lực và chia rẽ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh trên khắp toàn cầu. Xin Chúa cho giáo hội trở nên căn nhà chung cho những ai đang tìm kiếm chân lý, nhất là nơi nương ẩn cho những nạn nhân của kỳ thị, nghèo đói, bất công và những người không có tiếng nói đang bị gạt ra bên lề xã hội. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho trung tâm mục vụ mà hôm nay chúng ta tạ ơn khánh thành. Xin cho ngôi nhà này là biểu tượng của sự hiệp nhất để quy tụ mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Vĩnh Long, là nơi đào tạo các tín hữu để giúp họ trưởng thành hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ân nhân. Xin Chúa ân thưởng bội hậu cho lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần đã góp phần làm nên công trình này. Xin Chúa ban cho họ được muôn ơn lành của Chúa, luôn vững vàng trong đức tin, hạnh phúc trong gia đình và thành đạt trong sự nghiệp. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không ngừng lấy tình thương của Chúa mà lo liệu cho các nhu cầu của loài người. Chúng con nài xin Chúa làm phép thánh hóa và tuôn đổ phúc lành dồi dào của Chúa xuống trên ngôi nhà này, được dùng làm trung tâm mục vụ giao phần do công sức của mọi người chúng con đã xây dựng nên dưới bàn tay che chở quan phòng của Chúa. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ngự nơi đây để gìn giữ chúng con đêm ngày khỏi mọi cám dỗ của sư dữ. Xin cho mọi người chúng con khi đến tụ họp trong ngôi nhà này luôn cảm thấy được sự hiện diện của Đức Kitô, vì Người đã đến ở giữa những người tập hợp nhân danh Người, luôn biết thực hiện điều răn mới của Đức Kitô là tình bác ái yêu thương, và luôn biết xây dựng thành cộng đoàn hiệp nhất như Đức Kitô mong muốn, để làm sáng danh Chúa và làm cho giáo hội càng ngày càng phát triển hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức rảy nước thánh. Xin cho nước này luôn nhắc nhở chúng ta nhớ đến phép rửa đã lãnh nhận và nhớ đến Đức Kitô, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Amen. Đức Giám mục Chủ sự và Quý cha sẽ rảy nước thánh trên ngôi nhà mới này. Đó là dấu chỉ hữu hình cho sự chúc lành của Chúa. Nguyện xin dòng nước này thanh tẩy chúng con và trên tất cả mọi nơi mà chúng con đang hướng đến. Kính mời Đức Hồng Y và Quý Đức Cha an tọa. Mời Quý Cha được chỉ định đi rải nước thánh theo sự hướng dẫn của ban nghi lễ. Hồng ơn Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian, tung hô chân lý cao quang, mình còn theo với cung đàn hoàng ca. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Vinh danh Cha và ngồi con Chúa với Thánh Linh không thuở trước sau, ba ngồi nguyên lý cao sâu, thời gian không chung phai màu vinh hoa. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn.
Kính mời Đức Hồng Y và quý Đức Cha đứng cùng đọc một kinh kính mừng, phó dâng ngôi nhà mới này cho sự che chở và hộ phù của mẹ Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đức bà phù hộ các giáo hữu. Nữ vương ban sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mời Đức Hồng Y và quý Đức Cha an tọa. Thưa cộng đoàn, nghi thức làm phép trung tâm mục vụ đã xong. Giờ đây chúng con xin kính mời cộng đoàn di chuyển vào đoàn rước về nhà thờ chánh tòa với thứ tự như sau: hương lửa, thánh giá đèn hầu, sách thánh, hai thầy giúp lễ, quý cha đồng tế xin xếp vào hàng hai để chúng ta dễ dàng di chuyển vào bên trong nhà thờ của mình. Quý cha ban thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý đức cha, quý đức tổng các giáo tỉnh, Đức Hồng Y, Đức tổng đại diện tòa thánh, và sau cùng là Đức cha chủ tế. Để dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc di chuyển vào nhà thờ chánh tòa của chúng con, chúng con kính mời quý đức cha sẽ đi theo hàng một. Xin thánh giá đèn hầu cũng như là ban kèn, chúng ta sẽ chờ cho tới khi nào có hiệu lệnh di chuyển, chúng ta mới bắt đầu di chuyển một cách chính thức. Giờ đây chỉ là sự ổn định để chúng ta bước vào đoàn rước mà thôi. Kính xin Đức Hồng Y và quý Đức Cha di chuyển hàng một. Xin quý anh em, quý thầy giúp che dù vào vị trí. Và giờ đây, trong niềm vui tạ ơn của dân Thánh Chúa, xin mời cộng đoàn đứng lên về phía nhà thờ chánh tòa và xin mời đoàn kiệu khởi sự di chuyển. Xin mời thánh giá đèn hầu và đội kèn khởi sự.
Xin kính mời cộng đoàn đứng hướng về phía lối đi giữa để chúng ta cùng chào đón đoàn đồng tế trong thánh lễ rất đặc biệt của ngày hôm nay. Chúa cao siêu
thương con. Đời đời người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấm con dưới cánh. Chúa thương nhiều, ấm ủ con đêm ngày. Xin kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý khách an tọa. Xin quý cha và tất cả con cái của giáo phận đứng thêm một chút nữa. Xin quý cha ở các dãy bàn và tất cả con cái của giáo phận, chúng ta sẽ đứng thêm một chút nữa. Kính Đức Hồng Y và quý Đức Cha, với giáo phận Vĩnh Long chúng con hôm nay, trong nước cũng như ngoài nước, ai cũng dễ dàng nhận thấy có rất nhiều sự hiện diện đặc biệt. Giờ đây, trước khi thánh lễ được khởi sự, cho phép chúng con nhắc bảo nhau về những sự hiện diện trân quý và đáng ghi nhớ này. Chúng con xin kính dâng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài, trân trọng chào đón và giới thiệu vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam, cũng là lần đầu tiên đến với giáo phận Vĩnh Long chúng con, Đức Tổng Giám mục Mares Jaleski. Cũng bằng một tâm tình như vậy, chúng con xin trân trọng chào đón và giới thiệu Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin vui mừng chào đón và trân trọng giới thiệu Đức Hồng Y Khả Kính, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Kính Đức Hồng Y và quý Đức cha, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 86 năm giáo phận của mình, chúng con hôm nay được vinh dự chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam với đầy đủ các vị đương nhiệm và mãn nhiệm đáng kính. Bởi đó mà chúng con xin phép cho cộng đoàn chúng con không vỗ tay khi giới thiệu, để chúng con được tập trung nhìn cho thật kỹ, nhớ cho thật lâu từng vị chủ chăn khả ái trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Như vậy, xin cộng đoàn sẽ không vỗ tay khi chúng con xướng danh từng vị. Chúng con xin trân trọng chào đón và giới thiệu quý Đức cha thuộc giáo tỉnh Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn không vỗ tay
cho đến tràng pháo tay cuối cùng con sẽ gọi. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long, chủ sự đại lễ tạ ơn hôm nay. Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục giáo phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt. Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường. Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường. Chúng con xin trân trọng chào đón và hân hạnh giới thiệu quý đức cha thuộc giáo tỉnh Huế. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế, giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng. Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Dị, giám mục giáo phận Công Tum. Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Chúng con xin trân trọng chào đón và giới thiệu quý đức cha thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuộc. Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn. Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm. Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Chúng con cũng xin trân trọng chào đón quý cha đại chủng viện, quý bề trên, quý cha trong ban thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý bề trên các hội dòng, các ân nhân, thân nhân và toàn thể quý khách. Kính Đức Hồng Y và quý đức cha, giờ đây chúng con xin được làm một việc mà trong lịch sử 86 năm của mình, chúng con mới được vinh dự thể hiện lần đầu tiên. Mời cộng đoàn vỗ một tràng pháo tay thật to và thật dài chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam và tất cả các vị khách quý. Giờ đây xin kính mời Đức Hồng Y và quý đức cha đứng khởi sự thánh lễ.
Kính mời Đức Cha Chủ Sự. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, giáo phận Vĩnh Long chúng ta cảm tạ ơn Chúa về những ân lành đã lãnh nhận được trong 86 năm qua. Và đặc biệt là chúng ta có một trung tâm mục vụ lớn và đẹp. Giáo phận Vĩnh Long của chúng ta yếu kém và thiếu thốn, nên luôn luôn tin tưởng vào Chúa, cầu xin lòng thương xót của Chúa để Ngài tẩy sạch chúng ta, để Ngài giúp chúng ta xây dựng một giáo phận tốt lành. Hôm nay, tại nhà thờ chính tòa, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek và Cơ Mỹ Tho và Vĩnh Long, các tu sĩ, giáo dân trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận Vĩnh Long những thành quả tốt đẹp. Chúa cũng đã đặt ở bên cạnh giáo phận Vĩnh Long chúng ta những thân nhân, những ân nhân, để qua họ chúng ta có được sự nâng đỡ tinh thần và vật chất. Qua họ chúng ta có thể khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ân nhân và thân nhân giáo phận Vĩnh Long chúng ta. Trong tinh thần này, giờ đây chúng ta cùng nhau chân thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tương tự lời nói, việc làm và những điều yêu sâu. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì lấy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, con cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện lòng. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con lạy Chúa là nghĩa
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa là tình yêu ấy không ở nơi cao vời xa thẳm, mà hiện diện một cách cụ thể nơi cuộc sống con người. Isaiah kêu gọi mọi người hãy nhớ lại những điều tốt lành mà Yahvê Thiên Chúa đã thực hiện. Đây cũng chính là cách biểu lộ đức tin xứng hợp nhất của con người đối với Thiên Chúa. Bài trích sách tiên tri Isaiah: Tôi sẽ tưởng nhớ lượng từ bi của Chúa và ca tụng Chúa về tất cả những điều Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, và về biết bao điều thiện hảo đối với nhà Israel mà Chúa đã rộng ban theo lượng từ bi và lòng thương xót vô vàn của Ngài. Và Ngài đã phán: Thật, chúng là dân của ta, là những đứa con không lừa dối. Ngài đã trở thành đấng cứu độ chúng trong mọi cơn quẫn bách, không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát chúng, nhưng là chính Ngài. Vì yêu mến và khoan dung, chính Ngài đã chuộc chúng về, đã vực chúng dậy và mang chúng đi suốt những ngày thuở xưa. Đó là lời Chúa. Người đã thiết lập lòng trung thành.
Đối với Thánh Phaolô, cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô là tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa. Sự kiện này không đến cách vô tình trong dòng chảy của lịch sử, nhưng diễn ra trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa để chúng ta luôn được bảo tồn trong chức vị làm con Chúa. Chúng ta Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời. Trong Đức Kitô, như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài. Theo ý Ngài đã định về Người để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài, là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô trong Người cả anh em nữa. Sau khi anh em đã nghe lời chân thật là tin mừng cứu rỗi anh em đã tin và được ghi dấu thánh thần như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia.
Tạ ơn Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là lòng biết ơn khi nhận được những ơn lành của Người, nhưng trên hết đó chính là thái độ khiêm nhường cần phải có của một tạo vật đối với Thiên Chúa. Lòng biết ơn ấy không thêm gì cho Chúa, nhưng chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho chính chúng ta. Lưu ý, sau lời chào mở đầu, xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, Người đi ngang qua biên giới Samaria và Galilea. Lúc Người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Kính mời cộng đoàn ngồi. Anh chị em thân mến, giáo phận Vĩnh Long của chúng ta cảm tạ ơn Chúa về những ân lành đã nhận được trong 86 năm qua. Biết ơn Chúa, Chúa đã dùng quyền năng mạnh mẽ để cho giáo phận Vĩnh Long của chúng ta có sự hiện diện và ban rất nhiều điều tốt đẹp cho giáo phận Vĩnh Long của chúng ta. Công tác mục vụ tốt, những lựa chọn tốt, và đặc biệt hôm nay giáo phận Vĩnh Long của chúng ta có một trung tâm mục vụ to và đẹp, đủ để đáp ứng cho những sinh hoạt mục vụ trong giáo phận Vĩnh Long chúng ta. Giáo phận Vĩnh Long của chúng ta phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của tất cả những điều thiện hảo. Tôi xin lấy lại rích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô để mà biện minh cho sự hiện diện của giáo phận Vĩnh Long của chúng ta. Tôi xin đọc: Chiếu theo thánh ý Chúa, Chúa đã tiền định cho giáo phận Vĩnh Long được phúc làm con Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Ê-phê-sô 1:5. Giáo phận Vĩnh Long của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã ban cho giáo phận của chúng ta nhiều ơn phúc và còn tiếp tục ban ơn nữa. Giáo phận Vĩnh Long của chúng ta được sự hiện diện từ năm 1938 đến nay là 86 năm,
với những kết quả đáng trân trọng. Đó là chúng ta có hai vị thánh tử đạo, cha thánh Philippe Phan Văn Minh, ông trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu, hai đấng đáng kính Phêrô Nguyễn Văn Vinh và Louis Phan Văn Ngọ. 224.391 giáo dân, 10 giáo hạt, có 230 linh mục giáo phận, 32 linh mục dòng, tính số tròn là 600 tu sĩ thuộc hai hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Cái Nhung. Chúng ta có trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima, trung tâm hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã, trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Đình Khao. Như thế Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta rất nhiều. Và nên nhớ, giáo phận có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Chúng ta phải cảm tạ Chúa. Thánh Phaolô đã để lại cái lời khuyên thật hữu ích trong việc tạ ơn. Theo cuộc đời lịch sử của Thánh Phaolô thì có rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng ta tóm, mặc dù có nhiều ảnh hưởng nhất trong các tông đồ, Thánh Phaolô vô cùng khiêm tốn, không tự hào kiêu ngạo. Ngài công nhận trong thư gửi Côrintô: tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Như thế có nghĩa là Thiên Chúa can thiệp vào đời sống giáo phận Vĩnh Long của chúng ta, của tất cả anh chị em, cho dù giáo phận Vĩnh Long, cho dù anh chị em là gì, cho dù giáo phận Vĩnh Long làm gì hay là anh chị em làm gì, thì đều có ân sủng của Thiên Chúa. Giáo phận Vĩnh Long của chúng ta có làm gì đi nữa thì Thiên Chúa cũng yêu thương. Thí dụ, đây là điều hết sức an ủi cho giáo phận chúng ta. Bởi vì cái tính chất yếu đuối mỏng giòn của con người, của giáo phận, đã điều khiển cuộc sống của chúng ta trước một cái sự tự do lựa chọn và trách nhiệm. Lựa chọn giữa những khuyết điểm và những phẩm chất tốt. Lựa chọn sống gần Thiên Chúa và sống xa Thiên Chúa. Nhưng thưa anh chị em, với cái bản tính mỏng giòn của chúng ta, khuyết điểm nơi mỗi người chúng ta, nơi giáo phận của chúng ta cũng có xảy ra, đó là thường thì chúng ta lại chọn sống theo xã hội nhiều hơn là sống theo giáo hội. Còn khuyết điểm nữa, giáo phận bé nhỏ, con số giáo dân rất là ít so với tỷ lệ dân số, và không xứng đáng với bất cứ điều gì. Nhiều năm đã qua, việc truyền giáo không mang lại kết quả như mong muốn. Còn rất nhiều miền chưa nghe tên Chúa Giêsu Kitô. Và mặt khác, nhiều người cũng công nhận rằng giáo dân trong giáo phận Vĩnh Long của chúng ta đôi khi sống bất trung với Chúa. Giáo dân nguội lạnh, bỏ nhà thờ, không tham dự các bí tích, sống thiếu, không muốn nhờ, không muốn nương tựa vào Chúa Giêsu Kitô, sống thiếu làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, sống thiếu làm chứng cho lời của Chúa. Nhưng thưa anh chị em, giáo phận của Vĩnh Long của chúng ta có làm gì thì Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta, thật hết sức là an ủi cho chúng ta. Một điểm khác nữa, ngày hôm nay chúng ta trong giáo phận Vĩnh Long của chúng ta không bách hại Thiên Chúa một cách công khai,
như thời của Thánh Phaolô, của Sao Lê ngày xưa đấy. Chúng ta bắt hại Thiên Chúa một cách khác, cách mà chúng ta không dám nói ra trước mặt Thiên Chúa, đó là cái cách mà chúng ta khuỵu xuống, chịu thua thần tượng, thờ lại nó. Thần tượng nào? Thưa, tiền bạc, danh dự, tham lam, ích kỷ, thần sắc. Nhưng chúng ta có cái niềm an ủi, chúng ta có làm gì thì Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy trở về với Chúa. Giáo phận Vĩnh Long của chúng ta có làm gì? Là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Những hoạt động tốt đẹp trong giáo phận, những thành công hiện có, chúng ta có một trung tâm mục vụ lớn, chúng ta có nhà thờ chánh tòa có sức chứa rất lớn, nhất nhì ở nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta có tòa giám mục, chúng ta có tiểu chuẩn viện, đủ để đáp ứng sinh hoạt mục vụ trong năm phụng vụ. Chúng ta cũng đã chia sẻ của cải cho người nghèo, giúp đỡ những người neo đơn, vân vân. Thiên Chúa đã làm cho giáo phận Vĩnh Long của chúng ta phát triển, và Thiên Chúa vẫn tiếp tục công việc của Ngài là giúp đỡ giáo phận của chúng ta. Tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta phải suy nghĩ câu này: tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa, và Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong trái tim của mỗi người chúng ta, trong giáo phận của chúng ta. Chúng ta hãy từ bỏ chính mình và dành mọi sự cho Chúa để cảm tạ Chúa. Phải nhớ ơn Chúa, những ơn lành của Chúa đã ban cho giáo phận, cho từng người chúng ta. Không khéo thì chúng ta sẽ trở thành kẻ vô ơn, như trong phúc âm mà chúng ta nghe. Không phải cả 10 người đều sạch, đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ thấy trở lại, thấy họ trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Chính đây là lời khuyên: phải cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa ban ân sủng từng giây từng phút trong mọi sinh hoạt mục vụ của giáo phận chúng ta. Chúa ban ân sủng từng giây từng phút trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đáp lại, thay lời cảm tạ Chúa, thì anh chị em trong giáo phận của chúng ta hãy can đảm thưa cùng Chúa: lạy Chúa, nay chúng con xin đến để thực thi ý Chúa. Cảm ơn, tôi xin đại diện giáo phận Vĩnh Long cảm ơn Giáo hội Công giáo Việt Nam, cảm ơn Đức Hồng Y, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek, cảm ơn quý Đức Cha, các anh em linh mục, tu sĩ, các quan khách, các ân nhân xa gần đã ít nhiều giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất cho giáo phận Vĩnh Long có được như ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn và xin tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận Vĩnh Long. Xin kính mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, hòa cùng niềm vui mừng Đức Kitô phục sinh, giáo phận Vĩnh Long cử hành nghi thức làm phép trung tâm mục vụ giáo phận và tạ ơn ngày bế mạc hội nghị lần thứ nhất năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với niềm hân hoan vui mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi và sai họ đi trình diện với các tư tế. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giáo hội
là hiện thế của Chúa Kitô, luôn ý thức mình là nguồn suối ân sủng để trao ban tình thương và ân cứu độ cho mọi người trong thế giới hôm nay. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Tình yêu thập giá của Đức Kitô đã mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bối cảnh chiến tranh và dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia có được trái tim yêu thương của Chúa Giêsu để biết kiến tạo hòa bình và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho quốc gia mình. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong tâm tình tạ ơn bế mạc hội nghị lần thứ nhất năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị chủ chăn của Giáo hội Việt Nam được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để hướng dẫn đoàn chiên, nhất là những con chiên lạc tìm kiếm ơn cứu độ mà chính Đức Kitô đã mang lại nhờ mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Một người trong nhóm 10 người phong cùi thấy mình lành sạch và trở lại gặp Đức Giêsu để tạ ơn Ngài. Với tâm tình tạ ơn Chúa và tri ơn các ân nhân về việc hoàn thành trung tâm mục vụ giáo phận Vĩnh Long, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu trong giáo phận chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn bằng cách quảng đại dấn thân rao giảng tin mừng phục sinh của Đức Kitô để tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho bản thân và cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn của Chúa trên thánh giá là hiến lễ tạ ơn hoàn hảo mà Chúa đã thực hiện để dâng lên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân người bằng những nỗ lực hy sinh sống đức tin, đức cậy và đức ai của chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời Đức Hồng Y, Quý Đức Cha và Cộng đoàn ngồi. Chúng ta bước qua phần phụng vụ Thánh Thể. Chúa
và như rượu nồng và như bánh thơm, sẽ được Chúa hoa nên tươi tốt xứng đáng làm thành thịt mau. Xin cho lòng con dân Chúa cũng đang được nên sạch tươi. Dâng lên Chúa bàn thờ Chúa, quanh với Chúa của con dân. Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhớ. Này ly rượu nồng, này từng bánh thơm, bàn thờ Chúa phút này thơm ngát, bánh với rượu của toàn dân. Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhớ. Dâng lên Chúa bàn thờ Chúa, quanh với Chúa của con dân. Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhớ. Nơi trên địa bàn, nơi trong trên và như bánh thơm, sẽ được Chúa hoa đêm tươi tốt xứng đáng làm thành thịt mau. Xin cho lòng con dân Chúa cũng đang được nên sạch tươi. Dâng lên Chúa bàn thờ Chúa, quanh với Chúa của toàn dân. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng thiên lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ân lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trang, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thật là Đấng Thánh là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nôn vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, các con và nhiều người đưa tha tôi, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu khẩn trưa tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để khiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa kêu thê và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì hương nguyện quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Kính báo về việc rước lễ, chúng con kính mời Đức Hồng Y và quý đức cha trên khu vực bàn thờ rước lễ tại bàn thờ. Quý đức cha và quý cha trên khu vực cung thánh rước lễ tại chỗ
do hai cha mang đến. Kính mời quý cha rước lễ tại chỗ nơi các giải bàn. Mời quý cha được chỉ định giúp trao bình Thánh Chúa theo sự hướng dẫn của ban trật tự.
vang muôn lời ca. Ôn ca danh Chúa. Ngàn lời ca.
Xin kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiên và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa, và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời Đức Cha Chủ Sự, Đức Hồng Y, quý Đức Cha và cộng đoàn an tọa. Trước khi thánh lễ kết thúc, gia đình giáo phận chúng con muốn bày tỏ một chút tâm tình cùng với lòng biết ơn đối với vị đại diện Đức Thánh Cha, với Giáo hội Mẹ Việt Nam và với tất cả quý khách đang hiện diện hôm nay. Xin kính mời Đức ông Bạc Na Bê, tổng đại diện của giáo phận. Kính thưa Đức Tổng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và cũng là người đứng đầu giáo tỉnh mà giáo phận chúng con đang thuộc về, trong sự kiện đặc biệt của ngày hôm nay, chúng con đang muốn lắng nghe những lời hướng dẫn của Đức Tổng. Chúng con kính mời. Trọng kính Đức Cha Phêrô, Đức ông Bạc Na Bê, tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân của giáo phận Vĩnh Long. Ngày hôm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam rất là vui mừng với giáo phận Vĩnh Long, vui mừng vì được tham dự nghi thức làm phép trung tâm mục vụ mới và dâng thánh lễ tạ ơn. Theo chương trình đã xếp trước thì đáng lẽ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp trong tuần thứ hai mùa phục sinh, rồi sau đó có tin là Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh sẽ sang thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4. Thì sau đó thì cũng đã có ý kiến là rời lại ngày họp và cứ họp bình thường, không họp tại Vĩnh Long nữa, để sẽ đến Vĩnh Long vào một dịp khác. Tuy nhiên thì quý đức cha trong Hội đồng Giám mục đa số thì vẫn cứ muốn đến với Vĩnh Long để chiêm ngưỡng sự vinh quang của Vĩnh Long. Cho nên đã quyết định rời ngày họp trong tuần này và hôm nay kết thúc hội nghị thường niên kỳ 1. Hội đồng Giám mục đã cùng với giáo phận Vĩnh Long để tạ ơn Chúa. Trong tuần này thì các đức cha rất là vui mừng được ở trong nhà trung tâm mục vụ rất mới của giáo phận Vĩnh Long, vào tiếp phòng để còn thơm mùi gỗ và thảm cỏ xanh, biết là cỏ giả nhưng mà nó quá mới quá sạch, trên các đức cha cũng không dám đi lên trên,
sẽ sợ để lại vết chân ở trên thảm cỏ xanh còn rất là mới. Tự nhiên này con liên tưởng tới một cái bài thơ To và Nhỏ của nhà văn Iban, mà chắc chắn mọi người chúng ta đều biết. Đại ý là có những con phu phố nhỏ mà trong đó lại có những ông quan rất to. Ông quan rất to mà lại có cái cặp rất nhỏ. Cặp rất nhỏ nhưng mà lại có dự án rất to. Con liên tưởng tới giáo phận Vĩnh Long thì con xin chế biến thế này. Ai cũng biết nhà thờ Vĩnh Long là rất là to, sức chứa các tín hữu đông nhất Việt Nam. Đây nhà thờ Vĩnh Long rất là to. Và đằng sau nhà thờ Vĩnh Long rất to có một cái con người rất nhỏ bé là Đức cha Phêrô. Đức cha Phêrô rất nhỏ nhưng mà đã xây dựng tòa nhà trung tâm mục vụ rất to. Và theo từ của Ngài là vừa là to, vừa là đẹp, mà vừa là đủ nữa cơ. Cho nên tòa nhà rất to. Trong tòa nhà rất to tuần vừa qua đã được đón tiếp 29 vị rất nhỏ. Bởi vì các giáo mục thì trước mặt Chúa thì nhỏ bé lắm, thấp hèn, nhỏ bé. Những con người rất nhỏ nhưng mà được Chúa trao cho trách nhiệm rất to. Những con người có trách nhiệm rất to tuần vừa qua đã được giáo phận Vĩnh Long tiếp đón tại những bàn cơm rất nhỏ. Bàn cơm rất nhỏ nhưng mà trên đó thực đơn chứng tỏ một tấm lòng rất to của giáo phận Vĩnh Long. Chúng con xin hết lòng cảm ơn giáo phận. Chúng con rất là vui mừng cùng với giáo phận, bởi vì tại trung tâm mục vụ mới này, giáo phận được sử dụng lại cái khu đất và tòa nhà trước đây đã từng là Đại chủng viện Vĩnh Long. Đây chính là cái nơi đào tạo các chủng sinh, và qua bao nhiêu thời kỳ đã có những linh mục xuất thân từ nơi đây. Cho nên nhìn thấy tòa nhà này biết bao nhiêu kỷ niệm của bao nhiêu thế hệ linh mục đã hiện về. Tòa giáo mục Vĩnh Long đã nhận lại và sửa chữa, đồng thời cũng xây mới để làm thành một trung tâm mục vụ rộng lớn ngay tại trung tâm thành phố. Đây chính là nơi sẽ đào tạo các thành phần dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ tới giáo dân. Nơi đây sẽ tổ chức các lớp thường huấn, tĩnh tâm, sinh hoạt cho các đoàn thể, cho các nhóm, cho các cá nhân. Ở nơi đây, giáo phận sẽ tổ chức những khóa đào tạo để các Kitô hữu trở thành những người môn đệ truyền giáo như Đức Thánh Cha Francisco mong muốn. Bởi vì thực sự Vĩnh Long là một vùng đất rộng, dân số là 4.026.513 người. Tuy nhiên, giáo dân, các tín hữu chỉ có 211.360, tức là 5%. Như Đức cha giáo phận đã nói lên, Ngài ao ước toàn thể giáo phận sẽ thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng. Mà để có thể thực hiện được sứ mạng loan báo tin mừng này, chắc chắn cần phải có những người môn đệ có phẩm chất đầy Chúa, đầy lời Chúa, đầy Thánh Thần, để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh và nhiệt thành hăng say loan báo tin mừng. Chắc chắn nơi đây sẽ tổ chức những khóa huấn luyện để đào tạo những người môn đệ truyền giáo. Hội đồng giáo mục xin chúc mừng Đức cha và toàn thể giáo phận đã hoàn thành một công trình rất cần thiết, rất có ý nghĩa, và cầu chúc cho các sinh hoạt tại trung tâm mục vụ này sẽ trổ sinh nhiều hoa trái. Đây là công trình hiệp thông của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Và cái công trình trung tâm mục vụ này chứng tỏ tiềm năng của giáo phận Vĩnh Long. Như Đức cha nói là giáo phận yếu và nhỏ, nhưng mà chắc chắn trong tương lai
Giáo phận sẽ thực hiện được những công trình lớn lao, không phải chỉ là xây dựng các cơ sở tòa nhà vật chất, nhưng là xây dựng một cộng đoàn dân Chúa hăng say sống và làm chứng cho tin mừng. Hôm nọ Đức Cha Vĩnh Long dặn là xuống Vĩnh Long đừng có cầu chúc dồi dào sức khỏe. Sức khỏe nói theo tiếng Nam Bộ, nói lái là sẽ khuất. Cho nên Đức Cha dặn là đừng có chúc dồi dào sức khỏe. Nhưng mà dù vậy, chúng con cũng kính chúc Đức Cha và toàn thể dân Chúa dồi dào sức sống của Đức Kitô phục sinh, để giáo phận ngày càng phát triển, không những về số lượng mà còn về phẩm chất đời sống Kitô hữu nữa. Xin chúc mừng. Với đức cha của mình nhận món quà rất đặc biệt này. Xin mời ngồi. Kính Đức Tổng đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, với chúng con hôm nay, sự hiện diện của Đức Tổng đã trở thành một sức mạnh tinh thần củng cố đức tin. Chúng con đang mong ước và chờ đợi những lời huấn dụ của Đức Tổng. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng. Your Excellency Bishop Peter Hyun Van Hai, Your Eminence Cardinal Peter, dear brothers, Archbishop and bishops, Reverend Fathers, religious sisters, beloved brothers and sisters in Christ. Kính chào Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, quý anh em giám mục, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân rất thân mến. After much work and prayer by so many members of your diocese, Your Excellency, we gather now to bless and dedicate this new pastoral center. It will be a center of our activities and a place where we may come to know one another and give witness to our faith in Christ under the governance of Bishop Peter. Với rất nhiều công sức và những lời cầu nguyện của toàn thể dân Chúa trong giáo phận mà ngày hôm nay chúng ta có niềm vui khánh thành trung tâm mục vụ. Dưới sự cai quản của Đức Cha Phêrô, trung tâm mục vụ này chắc chắn sẽ là điểm đến để mọi người trong giáo phận gặp gỡ nhau và chia sẻ chứng từ đức tin. Here the faithful will learn of their Catholic faith, and the priests will deepen their commitment to life as Christ has taught us. We pray that the word of God may always echo from its walls, and that our community's spiritual needs be met. Trung tâm mục vụ này sẽ là nơi tiếp tục đào luyện đời sống đức tin cho các tín hữu trong giáo phận, và cũng là nơi đào sâu đức mến cho anh em linh mục như gương Chúa Giêsu đã dạy. Nơi đây cũng sẽ là nơi để anh chị em tìm đến, nâng đỡ nhau, chia sẻ đức tin với nhau và an ủi nhau. This pastoral center stands as a tangible symbol of the community's devotion, serving as a gathering place
where individuals can come together to celebrate their shared beliefs and find solace in their spiritual journey. Trung tâm mục vụ này là biểu tượng hữu hình của tấm lòng đạo đức của anh chị em trong giáo phận, là nơi mà anh chị em có thể tìm đến để học hỏi, để chia sẻ với nhau, và là nơi mà tất cả nhu cầu mục vụ trong giáo phận sẽ được dẫn dắt soi sáng bởi lời của Chúa, để từ nơi đó anh chị em có thể nâng đỡ nhau trong mọi nẻo đường. As the pastoral center continues to play a vital role in the life of the diocese, it serves as a constant reminder of the blessings bestowed upon the community. Its presence stands as a testament to the power of collective effort and the unwavering devotion of the faithful. The center holds the promise of fostering spiritual growth, deepening connections, and nurturing the vibrant faith of Catholics of Vinh Long. Khi trung tâm mục vụ trở thành nơi đầy sức sống của giáo phận, trung tâm mục vụ sẽ là nơi nhắc nhớ mỗi người chúng ta bao nhiêu ân lành Chúa đã ban xuống cho cộng đoàn đức tin nơi đây. Trung tâm mục vụ sẽ là chứng từ cho sức sống và quyền năng của Chúa trong cộng đoàn đức tin. Trung tâm mục vụ này sẽ... May Almighty God bless your bishop and your diocese. Trung tâm mục vụ này sẽ giúp cho đời sống thiêng liêng ngày càng lớn mạnh, đào sâu mối tương quan của anh chị em và nuôi dưỡng sức sống đức tin của giáo phận. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha và toàn thể mọi người. Chúng con cảm ơn Đức Tổng, và trước những lời chúc mừng và những lời hướng dẫn của quý Đức Tổng, giáo phận của chúng con có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời Đức ông Bạc Na Bê. Con xin phép Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý bề trên các dòng tu, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể anh chị em tín hữu giáo dân đang hiện diện, cho con được ngỏ lời trước với Đức Tổng Giám mục Marek Zielinski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Excellenza Reverendissima Monsignor Marek Zielinski, rappresentante pontificio in Vietnam. Nel nome di Sua Eccellenza Monsignor Pierre Win Van Hai, Vescovo di Vinh Long, e tutta la comunità presente, sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e fedeli laici, desidero esprimere a Vostra Eccellenza la nostra viva gioia per la sua visita. In occasione dell'Assemblea Plenaria Annuale della Conferenza Episcopale e soprattutto per la partecipazione alla benedizione e alla Santa Messa di ringraziamento per il nostro nuovo centro pastorale diocesano. Ricordo che nel luglio 1989, dopo molti anni di pochi contatti con il mondo, la nostra diocesi, come molte altre diocesi del Vietnam, dal nord al sud, ha avuto una grandissima gioia della visita pastorale del cardinale Roger Ötzegaray, inviato speciale del Papa Giovanni Paolo II. Sua Eminenza Ötzegaray ha celebrato in questa cattedrale martedì 11 luglio 1989
una bellissima e solenne Santa Messa concelebrata con Sua Eccellenza Monsignor Jacques Nguyễn Văn Mậu, Vescovo di Vĩnh Long, Sua Eccellenza Monsignor Raphael Nguyễn Văn Diệp, Vescovo coadiutore, cento sacerdoti e con la partecipazione di 200 religiose e migliaia di fedeli laici venuti da tutte le parrocchie della diocesi. Dopo quella indimenticabile visita, Sua Eccellenza Monsignor Leopoldo Girelli, rappresentante pontificio non residente in Vietnam, ci ha fatto due visite. L'ultima era nell'agosto 2014, durante la sede episcopale vacante. Oggi abbiamo la viva gioia della visita di Vostra Eccellenza, rappresentante pontificio residente in Vietnam. Dal titolo non residente a quello residente è un grande passo verso la normalizzazione dei rapporti. Auguriamo e preghiamo che un giorno, non molto lontano, la Santa Sede e la Repubblica Socialista del Vietnam, per il bene della Chiesa e del Vietnam, stabiliscano i rapporti diplomatici completi e normali, e cioè nunzio apostolico da parte della Santa Sede e ambasciatore da parte del Vietnam. La visita odierna di Vostra Eccellenza resta questa speranza e testimonia l'amore, la sollecitudine, la vicinanza del Papa Francesco e della Santa Sede alla nostra diocesi. Perciò, con tutta la comunità diocesana, vescovo, sacerdoti, religiosi, religiosi, seminaristi e fedeli laici, esprimiamo a Vostra Eccellenza, al Papa, alla Santa Sede, la nostra profonda gratitudine e assicuriamo la nostra fedeltà e unione al Papa e alla Santa Sede Apostolica. Di nuovo, Eccellenza, la ringraziamo di cuore e preghiamo che la sua missione in Vietnam sia molto fruttuosa. Grazie. Kính thưa cộng đoàn, con vừa nhân danh Đức Cha Phêrô, Giám mục Vĩnh Long của chúng con và toàn thể linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân của giáo Phật, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek Jaliuski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến giáo phận Vĩnh Long chúng con để tham dự hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tham dự nghi thức làm phép trung tâm mục vụ giáo phận và dâng thánh lễ tạ ơn với chúng con hôm nay. Con đã nhắc đến kỷ niệm không thể quên là vào tháng 7 năm 1989, Đức Hồng Y Roger Echegaray, đặc sứ của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, trong chuyến thăm mục vụ các giáo phận Việt Nam từ Bắc chí Nam, đã đến dâng thánh lễ đồng tế trọng thể tại nhà thờ chánh tòa này hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 1989, cùng với Đức Cha Jacobe Nguyễn Văn Mậu, Giám mục Vĩnh Long, Đức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp, Giám mục Phó, 100 linh mục và có sự tham dự đông đảo của 200 nữ tu và hàng ngàn tín hữu đến từ các họ đạo trong giáo phận. Là một biến cố trọng đại cho giáo phận chúng con, cũng như cho toàn giáo hội Việt Nam sau những năm dài ít có cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài. Sau Đức Hồng Y ở Sugarai, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli
đại diện không thường trú của Tòa Thánh đã đến thăm giáo phận chúng con hai lần. Lần thứ hai vào tháng 8 năm 2014 trong thời gian giáo phận trong tòa. Hôm nay chúng con vui mừng đón tiếp vị đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Từ đại diện không thường trú đến đại diện thường trú đã là một bước tiến quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con cầu chúc và cầu xin Chúa cho một ngày không xa lắm, vì lợi ích của giáo hội và Việt Nam, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam đạt đến mức ngoại giao toàn diện và bình thường, là Tòa Thánh có sứ thần tại Việt Nam và Việt Nam có đại sứ cạnh Tòa Thánh. Con cũng nói với vị đại diện Tòa Thánh rằng sự hiện diện của Ngài hôm nay nói lên tình thương, sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Tòa Thánh đối với giáo phận chúng con. Chúng con đã nhân danh giáo phận cảm ơn Ngài, cảm ơn Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, và hứa rằng Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vĩnh Long luôn luôn trung thành và hiệp nhất với Đức đại diện Chúa Kitô ở trần gian và với Tòa Thánh. Đó là đại ý những điều con vừa thưa với vị đại diện Tòa Thánh. Giờ đây, kính thưa Đức Tổng Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Giáo phận Vĩnh Long chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng, Đức Hồng Y và Quý Đức Cha đến tham dự nghi thức làm phép trung tâm mục vụ giáo phận và hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa với chúng con hôm nay. Giáo phận chúng con còn được vinh dự lớn tiếp đón lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam đến đây và làm việc trong 3 ngày. Xin Chúa cho kết quả của hội nghị mang lại nhiều lợi ích cho Giáo hội Việt Nam. Chúng con xin cảm ơn quý vị bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách ngoài giáo phận đã hy sinh thời giờ đến chia sẻ với gia đình giáo phận chúng con ngày hồng ân hôm nay. Trung tâm mục vụ giáo phận khánh thành hôm nay, trước đây là Đại Chủng Viện, được thành lập năm 1966 cho 3 giáo phận Vĩnh Long, Cần Thơ và Mỹ Tho. Năm 1977, chính quyền Vĩnh Long trưng dụng theo quyết định số 1957 QD ngày 6 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long là một biến cố đau thương và đầy nước mắt. Từ năm 1998, chúng con đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền tỉnh Vĩnh Long cũng như Văn phòng Trung ương Hà Nội xin chính quyền trao lại quyền sử dụng những cơ sở đã bị trưng dụng, nhất là Đại Chủng Viện, với rất nhiều khó khăn, phức tạp và tốn phí. Sau cùng, chúng con được chính quyền Vĩnh Long giao 8.967 thước vuông đất cho Tòa Giám mục Vĩnh Long để xây trung tâm mục vụ giáo phận. Tuy nhiên, chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những gì đã qua. Bởi lẽ chúng con tin rằng không gì xảy ra mà không được Chúa cho phép. Hai con chim sẻ chỉ bán được 1 hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
và lời sau đây của Thánh Phaolô Tông Đồ giúp tăng thêm bình an trong tâm hồn chúng con. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Đặc biệt, chúng con xin hết lòng ghi ơn các ân nhân đã quảng đại hy sinh giúp đỡ chúng con. Nếu không có các ngài, chắc chắn chúng con không khả năng thực hiện điều chúng con mong ước. Xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài. Chúng con xin cảm ơn những thân nhân, bạn hữu xa gần, cách này cách khác đã nương đỡ, ủng hộ tinh thần và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn các hội dòng hoạt động trong giáo phận, các linh mục, các giáo dân thuộc các hòa đạo trong giáo phận đã hy sinh góp phần xây dựng ngôi nhà chung là trung tâm mục vụ giáo phận. Chúng con xin cảm ơn ban tổ chức, cha sở nhà thờ Thánh Tòa, các cha phó, ban quý chức, các hội đoàn, hội kèn, ca đoàn đã chuẩn bị và tổ chức rất chu đáo để thánh lễ tạ ơn hôm nay được cử hành long trọng và sốt sắng. Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện để buổi lễ hôm nay được diễn ra trong an ninh và trật tự. Tâm tình sau cùng của chúng con. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, giáo phận Vĩnh Long chúng con đã xây dựng được một trung tâm mục vụ như lòng mong ước. Nhưng trung tâm mục vụ chỉ là một khối nhà vật chất bằng đá, bằng gạch. Nó sẽ qua đi với thời gian. Những ngôi nhà mà chúng con muốn xây dựng để tồn tại vĩnh viễn là những ngôi nhà thiêng liêng, tâm linh, là linh hồn của 224.391 tín hữu giáo dân, của 230 linh mục, của 600 tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Và chúng con muốn cùng nhau hợp lực đem tin mừng của Chúa đến cho 4.200.000 anh em lương dân đang sống trong giáo phận Vĩnh Long, chưa biết Chúa, chưa nghe tin mừng của Chúa Kitô. Đó là ước muốn của chúng con. Nhưng lời Chúa nói trong Thánh Vịnh 127 lại nhắc nhở chúng con rằng, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Vì vậy, chúng con kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý khách tiếp tục yêu thương nâng đỡ chúng con trong lời cầu nguyện. Một lần nữa, con xin thay lời cho Đức Cha Phêrô giám mục của chúng con, đồng thời xin đại diện cho toàn thể gia đình giáo phận Vĩnh Long hết lòng cảm ơn Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý khách. Kính chúc Đức Hồng Y, quý Đức Cha và tất cả quý khách sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Con xin cảm ơn. Chúng con cảm ơn Đức ông. Và cuối cùng, ban tổ chức của chúng con xin kính báo ba thông tin nhỏ cần thiết. Sau bài hát kết lễ, kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý cha trên khu vực cung thánh chụp hình lưu niệm trước các bậc cấp lên bàn thờ. Sau khi chụp hình xong, kính mời quý đấng bậc di chuyển về phòng thay lễ phục lúc ban sáng. Chúng con kính mời quý cha đồng tế thay lễ phục tại chỗ. Sau thánh lễ sẽ là thời gian giải lao 10 phút 15 phút. Sau đó giáo phận chúng con xin kính mời cơm trưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha và tất cả quý khách có mặt hôm nay. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Kính mời Đức Cha chủ sự, quý Đức Cha và cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành kết thúc.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến cuộc đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng cao thầm trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Mời Đức Quý Đức Cha di chuyển lên các bậc cấp để ghi hình lưu niệm với chúng con. Mời Quý Cha đang hiện diện trên cung thánh chụp hình chung. Mời ban truyền thông chúng ta làm việc thật nhanh gọn. Con xin được thông báo lại, sau khi thánh lễ kết thúc, tất cả chúng ta sẽ có thời gian giải lao 15 phút trước khi dùng cơm trưa.